Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã trở lại với channel Piu Piu. Đây là game đấu thứ 3 trong trận đấu solo mid giữa Dandy và ATG. Ở hai game đấu trước thì Dandy thắng 1 và thua 1. Đây sẽ là game đấu thứ 3, game đấu quyết định. Quyết định xem ai là người thắng, ai là người thua. Nevermore ở hai game đấu trước, đó là Puck, đó là Queen of Pain. Và ở mỗi hero thì mỗi tay chơi đều thể hiện sự kinh nghiệm cũng như là sự láu cá của mình trong từng pha thể hiện, từng pha last hit một. Và ở game đấu thứ 3 này, khi mà một trong những hero được coi là thương hiệu của những cuộc solo mid, đó là Nevermore, được pick ra, hy vọng rằng nó sẽ là một cuộc thi đấu đầy lửa, một cuộc thi đấu cống hiến của hai tay chơi, một tay chơi đến từ Ukraine và một tay chơi đến từ Canada, một tay chơi 25 tuổi và một tay chơi bao nhiêu nhỉ, 96 18 tuổi, đúng rồi, 96 nhưng ATG không phải thi đại học. Đùa vui chút thôi, tôi không biết anh có thi đại học hay không. Last hit vào đi này. Vẫn chưa thể last hit về này, họ vẫn chưa thể có được những sâu đầu tiên. Last hit đi. Last hit đi này đây. Rất kinh nghiệm mà thì gì, rất láu cá. Ở những giây phút đầu game thế này thì việc nhặt sâu là vô cùng quan trọng. Họ phải có sâu, họ phải có đam trước đã rồi hãy nghĩ tới chuyện là triệt hạ được đối phương. Dandy, anh ấy vừa mua, không phải, nhưng mà ATG có một bình máu. Nhưng pha vẩy từ đầu game đến giờ thì ATG hiệu quả trong những pha vẩy của anh ấy chưa được cao lắm, và ít nhất là nó chưa bằng được Dandy. Vậy rồi, Dandy đứng dưới thôi. Dandy vậy đi, tuyệt vời. Tuyệt vời ATG, tuyệt vời ATG. Và như vậy chiến thắng anh cho được dành cho chàng trai 18 tuổi người Canada. Dandy vừa rồi anh ấy đã có một pha di chuyển từ dưới đồi lên, hai pha miss, hai pha đánh miss và một pha vẩy miss. Và Dandy nằm xuống. Thật là bất ngờ, thật là bất ngờ cho những ai ủng hộ Dandy ngày hôm nay. Bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ về kết quả này. Tôi không nghĩ là Dandy sẽ thua chóng vánh như vậy. Như vậy là lúc này chúng tôi xin được thông báo về kết quả của trận đấu solo mid đầu tiên của giải TI4. Người chiến thắng và đi tiếp cho trận đấu ATG Dandy đó là chàng trai Canada ATG. Anh giành chiến thắng với số là 2-1. Anh bị dẫn 1-0 sau game đấu đầu tiên nhưng đã trở lại vô cùng lợi hại sau game đấu thứ 2 và đấu thứ 3 và giành chiến thắng chung cuộc với số là 2-1. Xin được chúc mừng cho ATG và những ai cổ vũ cũng như là hâm mộ anh ATG này. Và đối với những fan của Dandy, mong rằng các bạn đừng buồn. Giải đấu TI4 vẫn còn ở phía trước. Thể lệ solo beat này chỉ là những giây phút giải trí cũng như là những giây phút gặp gỡ giữa các game thủ mà thôi. Nó chưa nói được nhiều điều. Các bạn hãy nghĩ là như vậy. Vô cùng cảm ơn hơn 2.000 người xem ở ngoài channel đã quan tâm tới Piu Piu Studio ngày hôm nay. Có lẽ sau đây chúng ta sẽ cùng nghỉ một quãng thời gian khá là lâu đấy để chờ đợi game đấu tiếp theo giữa Ferrari và Musi.